buổi đêm cửa đã đóng đột nhiên tự động mở ra. Sau đó hai ma nữ bay vào trong phòng, chuẩn bị chọc ghẹo chàng thư sinh ở trên giường. Mà khi thư sinh nhìn thấy hai người, còn tưởng rằng chỉ là ảo giác, tiếp tục nằm xuống ngủ. Nhưng hai ma nữ lại không muốn như vậy, trực tiếp bước tới không ngừng đánh vào người anh. Chàng thư sinh bị bọn họ hành hạ cho không thể ngủ, vì thế tới bàn ngồi đọc sách. Không ngờ hai ma nữ vẫn không buông tha cho anh, tiếp tục trêu chọc anh ấy. Chàng thư sinh tức giận quay đầu, quở trách hai người không có lễ nghĩa. Nào ngờ hai người thấy chàng thư sinh tức giận, cũng không làm phiền anh nữa, ngược lại ở dưới nhà bếp nấu cơm. Thư sinh thấy vậy cũng không kìm được sự vui mừng, hành động này của hai người lại là một điều tốt. Anh đi tới chỗ bàn ngồi dùng bữa, cũng phải nói chàng thư sinh này thật to gan lớn mật. Trong phòng xuất hiện hai nữ quỷ vậy mà không hề sợ. Không những như vậy, anh còn báo đáp ân tình vì bữa cơm, quyết định nhận bọn họ làm em gái nuôi. Hai chúng tôi không phải là người. Anh có đồng ý thu nhận ma làm em gái không? Thực chất là thư sinh cũng đã sớm nhìn ra hai người là ma, nhưng anh cũng cho rằng ma cũng có magis madat, bọn họ cũng là những con ma tốt, kết bạn cũng chẳng có gì là không tốt. Hai chị em ma nghe xong cũng vui mừng ra mặt, liền nhận anh là anh. Từ đó về sau, hai ma nữ mỗi khi tới tối liền tới cùng chàng thư sinh học. Lâu sau, khi hai ma nữ thấy chàng thư sinh đối xử với mình rất tốt, liền kể cho anh về thân thế của hai người. Hóa ra hai người đều ma chết oan. Ma nữ áo trắng tên là Thu Dung, là người giúp việc của một gia đình doanh nhân giàu có. Bởi vì tiểu thiếu gia từ nhỏ cơ thể đã ốm yếu hay bệnh, vì thế lão Sa muốn sung hỉ, ép cô phải gả cho thiếu gia chỉ mới có 9 tuổi. Sau khi kết hôn, Thu Dung bị đối xử như một món đồ chơi, quỳ xuống mặt đất làm ngựa cho thiếu gia cưỡi. Cô không dám phản kháng, chỉ đành cắn răng chịu đựng. Thanh Mai Trúc Mã là trưởng quý muốn an ủi Thu Dung, không ngờ cảnh này lại bị giả phu nhân nhìn thấy. Bà ta đối với chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng. Vì để ngăn chặn Thu Dung báo thù, giả phu nhân liền bưng một đĩa bánh có độc tới, bảo Thu Dung đích thân mang tới cho trưởng quý. Không ngờ thiếu gia vừa đi ngang qua, chỉ thấy cậu ta cầm lấy bánh nhét vào miệng. Giả phu nhân nhìn thấy, nhanh chóng chạy tới bảo thiếu gia nhổ nó ra. Con mau nhổ nó ra ngoài, nhổ ra mau. Con chưa từng được ăn bánh bao giờ, nhưng đã quá muộn rồi, thiếu gia trúng độc qua đời. Giả phu nhân không cam tâm, vì thế liền tung ra tin đồn, nói Thu Dung với trưởng quý ngoại tình hại đai thiếu gia. Lão gia tưởng đó là thật, đưa hai người tới quan phủ. Đối mặt với dùng hình phạt tàn khốc, Thu Dung không thể nhịn nổi khi thấy trưởng quý bị đánh đập, chỉ đành nhận toàn bộ tội là do mình. Kết quả là bị đánh đai tại công đường, trưởng quý cũng bị kết án chung thân nhốt trong đại lao. Cô ra đi ôm theo oán hận, trở thành ma cũng không muốn đi đầu thai, vì thế mới trở thành oan hồn lang thang. Thư sinh nghe xong câu chuyện của Thu Dung thì vô cùng tức giận, tức giận đập bàn. Nhưng điều càng khiến anh tức giận hơn vẫn còn ở phía sau. Ma nữ mặc áo tím tên là Tiểu Tạ, thân thế của cô so với Thu Dung có thể nói là còn tệ hơn cả vậy. Khi cô ấy đang giặt quần áo bên sông, không may bị một ông chủ đã hơn 80 tuổi nhìn trúng. Ngày hôm sau liền mang kiệu hoa tới, muốn éo cưới cô ấy. Tiểu Tạ thề thà đai còn hơn, vì thế tân nương hôm đó đã đập đầu vào đá, hẹo ngay tại chỗ. Nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của ông cụ nhà giàu. Không lâu sau liền cưới những cô gái trẻ khác. Thư sinh nghe tới đây tức giận lớn tiếng mắng tên ông lão nhà giàu kia ông phải người. Nói xong, thư sinh định đi báo quan cáo trạng giả lão gia và ông lão giàu có, đòi lại công bằng cho hai chị em. Nhưng hai người lại nói đối phương một người là người có tiền có quyền, căn bản là không chung đường với họ. Chỉ là chàng thư sinh lúc này đang rất tức giận, có nói như nào cũng không nghe, vì thế hôm sau liền đi tới quan phủ kêu oan. Nhưng anh không biết được là lần cáo trạng này suýt chút nữa hại anh mất mạng. Chàng thư sinh đem toàn bộ chuyện viết lên giấy, quan huyện xem xong chỉ nói sẽ điều tra một lượt. Nào ngờ lần tiếp theo thăng đường, huyện lệnh liền cho chàng thư sinh một trận đòn, sau đó đưa vào trong nhà lao. Hóa ra huyện lệnh đã nhìn bản cáo trạng, liền gọi hai người kia tới đây, mang chuyện đó ra uy hiếp, hy vọng hai người có thể cho ông ta chút đồ tốt. Giả lão gia đương nhiên hào phóng đưa hẳn cho hắn mấy nghìn ngân lượng, mà ông lão giàu có cũng đồng ý tặng cho quan huyện một nha hoàn. Cứ như vậy, ba con chuột tham lam đem chàng thư sinh nhốt vào nhà lao. Hai ma nữ sau khi biết chuyện, nhanh chóng tới phòng giam thăm anh, thấy trên người chàng thư sinh đầy vết thương, trong lòng rất khó chịu. Lúc này Thu Dung đột nhiên nghĩ ra được cách lật án. Cô nghe nói gần đây có một tuần phủ đại nhân có biệt danh là Bao Công, trong việc xử án công chính liêm minh, vì thế liền lập tức cầm cáo trạng đi kêu oan. Không ngờ Thu Dung đi tìm tuần phủ, quan huyện liền sắp xếp sát thủ lên tới lúc nửa đêm trừ khử thư sinh, để tránh đêm dài lắm mộng. May mắn là những điều này đều bị Tiểu Tạ nghe được. Cô suốt dọc đường đi theo sát thủ, giữa đường liền hiện thân, khiến cho tên đó bị dọa cho đai tại chỗ rồi cướp đi lệnh bài. Sau đó đóng giả làm nha sai tới nhà lao, mới có thể bảo toàn được tính mạng của chàng thư sinh. Rất nhanh, Bao Công cũng đã tra rõ ra chân tướng, lập tức thăng đường, liền định tội giả lão gia và lão giàu có, đồng thời cũng tước bỏ mũ của quan huyện. Thu Dung và Tiểu Tạ cuối cùng cũng đã được giải oan, chàng thư sinh cũng được thả. Vì để chúc mừng cho chuyện lần này, Thu Dung và Tiểu Tạ đặc biệt cùng nhau múa một điệu. Nhưng chàng thư sinh giây trước vẫn còn vui vẻ, giây sau liền đau buồn, bởi vì anh cảm thấy hai ma nữ ở trước mặt
còn chưa được tận hưởng cuộc sống nhân gian, đã bị tra tấn tới đai, sự thật quá là tàn nhẫn. Tiếp đó, sáng sớm ngày hôm sau, chàng thư sinh liền tới miến Thành Hoàng, hy vọng Thành Hoàng gia có thể cho một cơ hội, để hai cô gái có thể trở lại nhân gian. Không ngờ lúc này có một lão đạo đi ngang qua cửa. Ông biết được nỗi lòng của chàng thư sinh, liền tặng cho anh một lá bùa, còn bảo anh chỉ đưa cho một trong hai ma nữ, bảo một trong số đó chạy về đám đưa ma, thì có thể mượn xác hoàn hồn. Nhưng thư sinh lại có hai em gái nuôi, một tấm sao thể đủ được, vì thế anh đuổi theo muốn xin thêm một tấm nữa. Lão đạo sĩ vừa nghe liền không vui, đưa một lá đã là phá vỡ quy tắc ở âm giới rồi. Chứ đừng nói là đưa hai lá, mạng nhỏ của bản thân còn không bảo đảm được, nói gì cũng không thể đưa thêm một lá nữa. Nhưng lại thấy thư sinh khóc lóc, lão đạo sĩ chỉ đành đưa ra một chủ ý, bảo anh đem lá bùa chia ra làm hai, rồi chia cho hai ma nữ, xem ai là người chạy nhanh hơn thì người đó sẽ được. Thư sinh nghe xong, mặc dù trong lòng tôi không muốn làm điều đó, nhưng bàn tay vẫn rất thành thật xé đôi lá bùa, đưa nó vào tay hai ma nữ. Thu Dung và Tiểu Tạ nghe xong, hai người đều muốn trao cơ hội này cho đối phương. Lúc này bên ngoài một đám tang đi qua, Thu Dung thấy vậy, lén đốt bỏ lá bùa. Tiểu Tạ ở phía sau, sớm đã đem lá bùa gài vào tóc của Thu Dung. Vì thế lúc hai người chạy ra ngoài, lúc này lá bùa trên tóc của Thu Dung bắt đầu phát sáng. Sau đó cô ấy bay lên không trung, bay vào trong quan tài. Đám tang nghe thấy bên trong có gì đó không ổn, sau đó mở nắp quan tài để kiểm tra, không ngờ lại thấy được diện mạo của Thu Dung. Chàng thư sinh vội lao vào, đưa Thu Dung trở về nhà. Hai chị em vừa gặp nhau liền ôm lấy nhau khóc. Thấy trời gần sáng, Tiểu Tạ nhanh chóng rời đi. Thư sinh cũng đã thấy được cảnh đó, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Sau đó anh quyết định cho dù phải đi bao xa cũng phải tìm được lão đạo sĩ hỏi về cách mượn xác hoàn hồn. Sau đó chàng thư sinh bắt đầu lên đường, nhưng anh ấy đã đánh giá quá cao thể chất của mình, chưa đi được bao xa liền ngất xỉu bên đường. May mắn lão đạo sĩ đi ngang qua liền cho anh ăn đan dược rồi rời đi. Sau khi chàng thư sinh tỉnh lại, biết được là lão đạo sĩ vừa ở đây, lập tức đuổi theo, cuối cùng cũng đã đuổi theo được. Lão đạo sĩ cũng nói bản thân vô năng, chàng thư sinh bất lực chỉ đành dùng cách ôm lấy chân của lão đạo sĩ không buông, có chết cũng không buông tay. Lão đạo sĩ hết cách, chỉ đành đồng ý với yêu cầu của anh, nhưng đề xuất nhất định dùng mạng đổi mạng. Nào ngờ chàng thư sinh không suy nghĩ gì, trực tiếp đồng ý dùng mạng của mình đổi mạng của mình. Lão đạo sĩ nghe xong liền đưa anh lên núi, tới một đạo quán, ông nói với chàng thư sinh, lát sau cho dù ai vào đây đều được, anh chỉ cần kêu tên của Tiểu Tạ là được. Nói xong lão đạo sĩ ngồi bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần. Quả nhiên một lúc sau, một tiểu cô nương bước vào, chàng thư sinh nhanh chóng gọi tên Tiểu Tạ. Chuyện thần kỳ đã xảy ra, quanh người tiểu cô nương đó xuất hiện một vòng ảo ảnh, sau đó từ từ biến thành dáng vẻ của Tiểu Tạ. Cuối cùng ngất xỉu, thư sinh thấy Tiểu Tạ cuối cùng cũng đã trở lại nhân gian. Không quay đầu cứ vậy đi theo lão đạo sĩ, anh tưởng rằng bản thân sẽ đai, không ngờ bọn họ leo lên một đỉnh núi. Lão đạo sĩ thấy anh không hề hối hận, cũng không định dùng mạng của anh, chỉ thấy lão đạo sĩ đưa cho chàng thư sinh một viên tiên dược, bảo anh không cần đi cùng mình tìm cái đai. Đờ sinh nghe tới đây, tự nhiên cũng vui mừng, vội vàng ra sông rửa mặt, chuẩn bị xuống núi. Kết quả là một giọng nói quen thuộc truyền tới, thì ra là Tiểu Tạ gọi anh. Chàng thư sinh nhanh chóng đi xuống, cuối cùng thì họ cũng đã được đoàn tụ.